Xin chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đình Audio. Và buổi tối ngày hôm nay là ngày mùng 1 tháng 7 thì Xuân Đình lại tiếp tục được đồng hành cùng quý vị trong chương trình giới thiệu và test sản phẩm. Và trong clip này thì Xuân Đình sẽ giới thiệu cho anh em một cái bộ phối ghép giữa một chiếc âm ly Nhật của Pioneer 7600, hai đèn vô rất là đẹp giống đặc như 7800. Mức giá thì dễ chịu hơn rất là nhiều. Xuân Đình đang phối ghép với một cặp loa đến từ Đức, đó là cặp Quadra KX150. Mấy ngày hôm nay thì Xuân Đình toàn bán những cái dòng loa độc và chất âm nó rất là tuyệt vời. Đây cũng là một cái cặp loa không ngoại lệ, tiếng cực kỳ là hay, mức giá thì vẫn là mức giá bình dân để phục vụ cho quý vị mua sắm cũng như phối ghép các thiết bị âm thanh nhà mình. Cặp loa này nó rất là độc đáo vì nó có hai cầu loa, một cầu 4 ohm và một cầu 8 ohm để cho anh em sử dụng phối ghép trên những chiếc âm ly nhà mình. Sau đây thì Xuân Đình sẽ đi chi tiết quay cận cảnh cũng như báo giá cho quý vị từ sản phẩm ngày hôm nay. Chiếc âm ly Pioneer 7600 về trong tình trạng là đẹp xuất sắc, không có điểm chê, mặt mũi núm nút đầy đủ và không có bị chảy xước gì cả, núm đúc. Dòng này thì nó chạy 4 xoa than cánh xanh đen 2 vít, có trở kháng từ 4 ohm khi đánh A hoặc B và cộng AB là 8 ohm. Đấy, có hai đèn vu khi có tín hiệu âm thanh, rất là đẹp. Ba lăng volume và có các đường vào AUX tuner và đường tắt. Nếu như anh gạt đường tắt này xuống rồi thì các đường còn lại không có tác dụng nữa, cho nên nếu như sử dụng thì gạt xuống, và nếu như không sử dụng thì gạt lên trên. Dòng này thì size của nó là size chuẩn 42, sử dụng điện 100V, công suất là 120W, khỏe hơn so với dòng 7600 móc đôi. Phối ghép tốt những dòng loa Nhật Bass 2530, chất âm của những dòng này thì cực kỳ là ngọt ngào và chi tiết. Đặc biệt là dòng này thì nó sử dụng là nguồn vàng, tiếng rất là hay. Dòng này thì nhà Xuân Đình bán khá là nhiều rồi, bao đẹp xuất sắc cho anh em luôn, mua bán uy tín. Nếu như sai thì Xuân Đình sẽ tặng cho anh em chứ không phải bán theo kiểu lừa đảo, cho nên anh em cứ an tâm khi nói và tả là phải chuẩn. Đấy. Hình thức từ những bên trong cả nguồn vàng óng, nhưng hôm nay Xuân Đình hơi vội nên cũng không kịp mở máy bao luôn, là anh em là đẹp xuất sắc đằng trước đằng sau. Sắc nét luôn. Công suất của nó là 120W, sử dụng điện 100V. Tiếng rất là hay. Mức giá của nó là 4.600.000 đồng một chiếc âm ly 7600. Hai đèn vu cực kỳ là đẹp, rất là sáng, điện 100V. Tiếp theo nữa thì Xuân Đình sẽ quay cho em đó là cái cặp loa Đức Quadra KX150. Dòng này thì đấy, anh em có thể thấy rõ là đây là một dòng loa cây. Cái phần bát của nó ở hẳn là phần bên trên, còn riêng phần dưới đó là phần thùng. Thì thiết kế cái thùng này nó rất là dị dạng. Bát của nó là bát 20. Gân của nó là gân mút, màng của nó là màng giấy rốn vải. Và đặc biệt là cái gân của nó, anh em có thể nhìn thấy rõ là cái gân nó rất là nhỏ, bé hơn cả ngón tay út. Nhưng cái tiếng bát của những dòng này thì rất là nội lực. Một chung giấy này, một tép này, tép này tép titan này, tiếng tép rất là sáng. Quadra KX150. Cặp loa này thì nó có kích thước là chiều cao là 80, chiều ngang là 24 và chiều sâu là 24. Loa về cho tình trạng là đẹp xuất sắc và còn nguyên zin tuyệt đối, không có mông má tuốt tát hay spa bất kể một cái gì cả. Đây là thông số đằng sau. KX150 mắc đôi. Đấy, nó có trở kháng là 4 hoặc 8 ohm thì đây là cách đấu của anh em. Âm ở chính giữa này, nếu như đấu sang cầu 4 ohm thì anh em sẽ đấu ấn sang dương bên này. Còn nếu như cầu 8 ohm thì ấn sang bên này, thì tùy anh em cách sử dụng thôi. Đây. Đen là âm. Đây. Ở đây là thông số của loa. Công suất của nó là 100 đến 150W, margin Germany, là sản xuất tại Đức. Giải tần đáp ứng từ 30 đến 22.000 Hz, số series là 2051. Loa quá đẹp. Góc cạnh đằng trước đằng sau căng cước cũng vậy, không có bị rách chỗ nào cả. Tiếng của dòng này rất là hay, đặc biệt những dòng loa cây này nó thích hợp cho các bác làm những cái phòng mà diện tích kê nó chật hẹp, hoặc những chung cư hay những phòng ngủ thì những cặp loa cây này đáp ứng cho anh em rất là tốt. Loa cực kỳ là nặng và chất, tiếng rất là hay. Đấy. Series trùng luôn. 2051. Dòng này thì chơi rất là đa dạng và tiếng bát nó đánh rất là lực. Bát của nó là bát 20. Đây là e căng. Căng cước thì đẹp xuất sắc,
do chưa kịp vệ sinh, cũng như hôm nay rất là vất vả khi trời thì rất là nóng, nhưng mà được sự ủng hộ nhiệt tình của anh em Bắc Trung Nam, cho nên là Xuân Đình đã đóng hàng rất là nhiều về. Buổi tối này thì khá là bận nên cũng chưa kịp lau dọn gì, nhưng anh em cũng có thể nhìn thấy rõ là đây là những cái e-căng rất là đẹp, không có bị rách nát gì cả, kể cả về cái cặp loa cũng vậy. Cặp loa Quackdara KX150 tại cửa hàng của Xuân Đình bán cho anh em với mức giá chỉ có 6 triệu 800 nghìn đồng, là một trong những dòng loa Đức chất âm rất là tuyệt vời và rất dễ phối ghép với âm ly. Những dòng này thì anh em có thể ghép với những dòng âm ly Nhật, hoặc cũng có thể ghép những dòng âm ly đài cổ thì tiếng của những dòng này rất là hay. Và nếu như anh em có nhu cầu mua cả một bộ này thì cứ mức giá là hơn 11 triệu một chút xíu thôi. Và như vậy là trong clip buổi tối ngày mùng 1 tháng 7 thì Xuân Đình đã lên cho quý vị hai cái sản phẩm. Chi tiết và giá thì đều báo rõ trong clip. Địa chỉ mua hàng là ngõ 42 Trần Cung, Hà Nội. Số điện thoại là 0395 727 582, và tất cả những sản phẩm này đều ship toàn quốc và giá không bao ship. Cảm ơn và xin chào anh em.